Đỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hồ giờ này là đang là 18 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2016. Và trong cái clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu bức tranh bách điểu bằng gỗ gụ và khảm chai ốc cửu khổng, nói chung khảm toàn những nguyên liệu quý. Và cái bức tranh này thì được làm kích thước khổ lớn, tức là chiều cao 1m27, chiều dài 2m53. Và ván thì ván này chúng tôi xẻ là 2 phân. Và hiện nay là cái đang làm cái phần thao tác hoàn thiện để chuẩn bị đưa vào. Chúng đã là đến công việc hiện nay đã hoàn thành được đến mức độ là 95%, chỉ còn 5% nữa là bức tranh này sẽ được xuất xưởng. Và đợt này thì do là đang vào mùa gặt, cho nên là những người thợ chính của chúng tôi là đang vào làm mùa. Cho lúc này nàng Sita nhà tôi hôm nay đã phải đã không mặc áo dài mà mặc y phục thông thường để đang làm cái công việc hoàn thiện. Thì như quý vị biết là cái tranh cổ lớn này thì chúng tôi đã từng làm Vinh Quy Bái Tổ này, Tứ Dân, rồi thì tranh Tùng Hạc, và đến lần này nữa thì theo yêu cầu của anh Tuấn ở Yên Viên là chúng tôi có làm những bức tranh bách điểu. Tuy rằng tranh lúc này vẫn chưa hoàn thiện xong nhưng mà cũng đã các cái phần chim hoa đã nổi bật lên rồi, và đây là đang quay lướt qua để anh Tuấn xem. Thực ra thì từ nhà anh Tuấn về đây cũng không xa lắm, nhưng mà do là anh rất bận rộn công việc cho nên là anh đã lấy hàng đây mấy lần rồi thì anh toàn là làm qua điện thoại thôi. Cho nên bây giờ chúng tôi muốn lia máy quay gần và để cho anh xem đây. Đây chú tí. Nhưng mà cái tranh bách điểu này thì chúng tôi cũng đã giới thiệu mấy lần rồi, nhưng mà ở cái khổ nhỏ hơn là 1m14 nhân với 2m17 hoặc là 1m14 nhân 2m31. Còn bức này bức to nhất thì trước giờ chúng tôi làm cái tranh bách điểu, và vì cái bức to hơn cho nên là những cái đường nét nó cũng có cái điều kiện để thể hiện hơn. Ví dụ nhìn một chi tiết phụ ở đây thôi, nhìn gần những cái đốt trúc, những lá trúc này rất là sống động. Và bách điểu thì tức là đủ đếm cũng đủ 100 con chim. Và bách điểu thì ý nghĩa là vinh vong quý, và cũng có nghĩa là bách phúc, có nghĩa là mọi cái điều an lành. Và chúng tôi dự kiến đợt tới tôi sẽ làm cái tranh lễ hội dân gian Việt Nam và tranh bách nhi. Tranh bách nhi tức là 100 chú bé đang vui chơi, mà lúc này thì phần phôi gỗ đã xong, nhưng mà cái phần thiết kế thì vẫn đang chưa xong. Phần thiết kế còn đang chờ đợi, đang trên bản vẽ. Bởi vì đây là làm theo gợi ý của một số khách hàng là gia đình rất quý trẻ con, đặc biệt là các bé trai. Cho nên là cũng rất muốn có một cái bức tranh các cháu đang vui đùa. Thực ra cái này thì ở cái bức tranh cổ nó đã có một cái đề tài rồi, là bách nhi đồ, tức là tranh 100 cháu bé. Tuy nhiên là cái tranh mà để vẽ nó khác, và tranh đưa vào nghệ thuật khảm là lại phải có sự biên tập lại. Sơ bộ là như vậy. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và cái bức tranh này đang được quay ở tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Còn cái bức bên này thì đang làm dở dang cho nên là chưa quay được. Đấy chính là bức Vinh Quy Bái Tổ cỡ cao 1m14, dài 2m17. Đức Hiền cảm ơn quý vị. Và xin hẹn gặp lại trong những clip sau.